kho lên chi cho mấy anh em này. Ở đây để mẹ quét ra rồi ăn nhá. Hôm nay ôi mà nhớ mẹ hả? Vi có nhớ mẹ không? Hả? Nhớ mẹ á. Nào mẹ đang ngồi đây, ngồi đây để mẹ quét cái nhà đã. Ôi sao cái ra dừa lại như thế này? Ở đâu rồi? Mẹ ơi, cái ra dừa ở trong phòng kho đi đâu? Ở đâu rồi mẹ không thấy? Cái ra dừa má, cái ra dừa đâu rồi cô biết? À, sao? À, con cho mon uống sữa xong rồi đổ rồi con đem đi rồi á. Thôi được rồi, để tí nữa mẹ hay nha nhé. Bây giờ anh mình ngồi đây với cô Vi đây. Này ngồi với mon đâu? Đấy, con đòi bánh rồi kìa. Anh Bình lại lấy bánh chia cho các em ăn đi con. Mẹ quét cái này nè. Mong qua anh Bình lấy bánh cho. Ăn bánh con này ngon. Ngon không? Ngon, cô biết. Ngon lắm. Các ai mời mẹ em ta? Mẹ ăn cho mẹ. Mẹ quét cái nhà thôi nè nha. Cô Vi hôm nay giỏi quá, phụ mẹ nhà chăm mon đấy. Mẹ đi đưa đưa rồi ăn cho ba đấy. Ba đang phụ người ta gặt lúa ở bên trong kia. Ngon không? Ngon không cô Vi? Mon ăn miếng to đấy. Mẹ cho cô Vi cái này này. Có thích ăn bánh chuối không bánh khoai? Mẹ cũng thích ăn bánh chuối hay bánh khoai.